Ở trận giao hữu giữa Bayern và Ajax trên sân Allianz Arena tại giải giao hữu Audi Cup, khi tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà có cơ hội rất lớn để vươn lên dẫn trước. Phút thứ 44, sau tình huống chớp thời cơ ấn tượng để cướp bóng từ chân đối phương, cầu thủ trẻ 20 tuổi Zizé đã rê bóng qua cả thủ thành Ajax. Phía trước anh lúc đó chỉ còn là khung thành bỏ trống và khán giả trên sân cũng đã sẵn sàng ăn mừng bàn thắng thứ hai cho Bayern. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, thay vì tung ra một pha cú dứt điểm đưa bóng vào lưới, Zizé lại đột ngột di chuyển chậm lại. Chính sự lưỡng lự đó của anh đã tạo điều kiện để hậu vệ Ajax kịp thời lui về phá bóng ngay trước mũi giày. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Mọi người luôn nghĩ bóng đá là môn thể thao đối kháng mạnh mẽ, nhưng thực sự thì nó không hề thiếu các diễn viên hài đâu nhé. Các cầu thủ ngoài những giây phút hoạt động tích cực bùng nổ trên sân thì họ cũng có những lúc khiến mọi người phải ngã ngửa vì những hành động hết sức hài hước. Hôm nay chúng ta hãy cùng xem những lỗi hài hước chỉ xuất hiện trong game tái diễn ngoài đời thực. Joshua Zirkzee vừa thực hiện pha chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội trong trận đấu giao hữu giữa Bayern Munich và Ajax Amsterdam diễn ra vào tối 24 tháng 7. Phút 44, số 14 của Bayern Munich có pha xử lý gần như hoàn hảo. Zizi đã chạy chỗ khôn ngoan, thể hiện khả năng chớp thời cơ, anh lừa qua cả thủ môn Remco Basver. Nhưng khi trước mặt mình chỉ còn lưới trống, Zizi lại đi bộ một cách từ tốn và chậm rãi thay vì ghi bàn. Pha xử lý chần chừ của Zizi giúp trung vệ Bersuas của Ajax có đủ thời gian để phá bóng và cứu cho đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag một màn thua trông thấy. Zirkzee đã quá coi thường đội bạn trong tình huống này. Anh chàng muốn đi bộ lững thững dẫn bóng vào gôn thay vì dứt điểm quyết đoán. Sự cố bi hài này diễn ra ngay đầu hiệp 2 trận lượt về tranh vé vớt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Bắc Mỹ giữa Haiti và Canada. Xuất phát từ đường chuyền về vô hại của trung vệ Kevin LaFrance, thủ môn Duverger định đá bóng lên nhưng bị trượt, bóng từ từ lăn vào cầu môn. Thủ thành 21 tuổi chạy về phá bóng nhưng lại đá trượt lần nữa, chỉ còn biết ôm đầu nhìn bóng lăn vào lưới, biếu không bàn thắng mở tỷ số cho Canada. Hai cầu thủ áo trắng đối mặt với một thủ môn cùng khung thành đối phương, tất cả đều mong chờ đến một bàn thắng rồi. Đồng đội cũng đã chơi cực kỳ phối hợp khi chuyền bóng cho cầu thủ áo trắng này ghi bàn. Việc ghi bàn còn dễ hơn việc không ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, cầu thủ này lại thích chọn việc khó. Anh đã có cú đệm bóng bay thẳng lên trời một cách khó tin. Phút 20 trận đấu vòng 16 đội giữa Tây Ban Nha và Croatia tại Euro vừa qua, thủ môn Unai Simon đã có pha đỡ hụt bóng thảm họa, khiến bóng đi vào lưới sau đường chuyền về từ cự ly 30m của Petri. Rất may tuyển Tây Ban Nha không phải trả giá khi thắng kịch tính Croatia 5-3 để vào tứ kết Euro 2020.
Một pha cướp bóng rất nhanh từ chân cầu thủ đối phương. Cầu thủ này đã làm tất cả mọi thứ hoàn hảo nhất cho một bàn thắng. Nhưng khi những thứ tưởng như đã quá dễ dàng thì cầu thủ này lại biến bàn thắng thành một cơ hội. Cú sửa bóng không như ý đã khiến trái bóng đi ra ngoài cầu môn trong gang tấc. Quá đáng tiếc cho pha bóng này, nếu pha xử lý chỉnh chu hơn thì đó sẽ là một bàn thắng xứng đáng cho nỗ lực của cầu thủ này. Thủ thành Martin Dubravka của Slovakia ở phút 29 đã có pha đốt đền dở khóc trong trận đấu giữa Slovakia và Tây Ban Nha tại Euro 2020. Sau cú sút của Sarabia, bóng bật vào xà ngang. Tuy nhiên tiếp đó, pha bắt bóng vụng về của Martin Dubravka đã trở thành pha phản lưới nhà. Rõ ràng trong tình huống này, Martin Dubravka có thể lựa chọn giải pháp an toàn hơn khi đấm bóng đi hết đường biên. Pha xử lý vụng về ấy cho thấy thủ thành này quá thiếu kinh nghiệm. Đấu giữa đội tuyển Anh và Ukraine, thủ môn Jordan Pickford đã mắc một sai lầm khó có thể tha thứ từ tình huống phất bóng từ bên phần sân nhà lên phía trên của các cầu thủ Ukraine. Thủ môn Pickford đã băng ra nhưng lại phá hụt bóng. May cho đội tuyển Anh là các cầu thủ Ukraine đã không thể tận dụng thành công. Trận bán kết Euro giữa Ý và Tây Ban Nha, cả hai đội đã có nhiều cơ hội tạo ra trước khung thành đối phương, nhưng cả hai đội đều không thể tận dụng được cơ hội để kết thúc sớm đối thủ. Đáng tiếc nhất là tình huống tấn công của đội bóng xứ sở Bò Tót tại phút 13. Pedri đã thực hiện cú chọc khe vào vòng cấm Italia. Tuy nhiên Oyarzabal đã khống chế thiếu gọn gàng, khiến cho cơ hội trôi qua trước mũi giày của anh, bỏ lỡ một cơ hội hết sức ngon ăn của Tây Ban Nha. Cầu thủ áo xanh đã có một hành động rất không đẹp với một cầu thủ áo đỏ. Trong một pha bóng mà cầu thủ áo đỏ đã dũng mãnh đi bóng qua một loạt cầu thủ đối phương, dường như quá bất lực trong việc ngăn cản cầu thủ này. Cầu thủ áo xanh đã có hành động giơ chân đá lên tới đầu của cầu thủ áo đỏ, tuy nhiên điều đó vẫn không thể cướp được bóng từ chân cầu thủ áo đỏ này. Những pha bóng hài hước như thế này không phải chỉ xuất hiện ở những trận đấu nghiệp dư mà nó còn xuất hiện ngay cả trong những đấu trường bóng đá đẳng cấp hàng đầu thế giới. Do vậy không có gì phải ngạc nhiên cả, những cầu thủ dù đẳng cấp đến đâu cũng phải có lúc mắc phải những sai lầm khó chấp nhận được. Nhưng điều quan trọng là họ đã rút ra được kinh nghiệm để hoàn thiện khả năng của mình. Đó mới là điều đáng quý trong bóng đá.
Đừng quên like, share và subscribe cho kênh, để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!